Chào các bác nhé, bây giờ cũng là 12 giờ trưa của ngày 16 tháng 7 năm 2020. Nhiệt độ bây giờ em đang test ngoài trời, bây giờ đang là khoảng 37 cho đến 38 độ C. Cực kỳ thì em thấy là năm nay nắng rất là dài và nắng rất độ nóng rất là cao so với những cái năm thời điểm trước. Vậy nên là mùa hè vẫn còn rất là dài. Vậy buổi trưa ngày hôm nay em tiếp tục lại test một con máy cho bác nào có nhu cầu. Con này là đầu 22, 9.000 BTU đó nha. Con này thì có Eco Nano khử khuẩn và có vệ sinh dàn lưới, là thuộc xếp trong phân khúc của máy điều hòa hàng VIP. Đấy, con này đầy đủ công nghệ, tính năng, thiếu mỗi là mặt không dâng thôi. Đây là VIP, máy VIP rồi. Đấy, con máy nếu mà nói về độ hình thức thì con này còn rất là đẹp. Đấy, đây máy này, đây là mặt lạnh này. Và đây là cục nóng. Em đang test chạy được khoảng độ tầm 15 phút. Nhưng ngày hôm nay thì độ nóng nó cao cho nên độ ẩm nó cũng không được cao lắm. Chỉ rơi độ khoảng tầm độ 65 đến từ 60 đến 65%. Cho nên nước ngày hôm nay nó chảy rất thấp nha. Bởi vì cái này là phụ thuộc vào thời tiết. Do tùy từng hôm chảy nhanh hay chảy chậm do thời tiết. Thời tiết độ ẩm cao thì nước, cái dàn nước nó sẽ ngưng tụ ở trên cái dàn đồng này, ở trên dàn mặt lạnh này, thì là nó sẽ chảy mạnh hơn. Nhưng hôm nay nó chỉ hơi giỏ giọt mau một chút thôi. Đấy, bây giờ em cùng các bác kiểm tra xem con này nó chạy như thế nào. Ok, để bây giờ thì em sẽ kiểm tra dòng trước. Dòng hồi nãy bây giờ nha, em sẽ bây giờ là xuống chỉ còn là 5,3, tức là nó cảm có cảm biến dàn. Hiện tại là dàn bây giờ nó đã lạnh rồi, bây giờ nó chỉ chạy có hơn 500W thôi. Nếu mà vào phòng chúng ta nó chỉ chạy được khoảng hơn 300 đến 400W con máy 9.000 này. Bây giờ em sẽ điều khiển thêm một chút nữa. Đấy, em sẽ khiển lại và để cho cảm biến nó sẽ lại bắt đầu lại tăng tua. Đây bác nhìn này, bây giờ đang 5,2 và 5,3, 5,4 bắt đầu lên tua dần đấy ạ. Đấy, các bác cứ để ý kỹ xem là máy nó sẽ lên tua như thế nào, đến kịch tua nó là bao nhiêu A, dòng của nó là bao nhiêu A. Đấy, đấy bắt đầu đang zip rất nhanh rồi. Với ngày hôm nay, nhiệt độ ngày hôm nay thì đang là 37 độ C cho nên là máy nó sẽ chạy hết tua. Đấy, còn nhiệt độ ngoài trời nhá. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đây em sẽ bấm cho các bác xem này. 37 độ C. 37 độ C đang ở chỗ này là chỗ mát các bác nhá. Còn nếu mà các bác ở ngoài nắng thì nó phải tầm độ 39, 38, 39 độ. Đấy, lên lại 37 độ 1 rồi. Và cửa gió bây giờ đang là 21 độ 5. Đấy, con này lạnh rất đạt. Ok rồi. Đấy, còn bây giờ dòng nó sẽ lên là 7,2A, 7,1, 7,2A. Tức là bây giờ là nó sẽ hết tua rồi. Một con máy 9.000 nó sẽ ở cái tầm dòng như ngày hôm nay thì nó sẽ lên là tầm 7,1. Nói chung là 7A, nhưng điện 100V nó khoảng 700W. Đấy, ăn rất ít điện. Đấy là khi nó hết tua. Còn khi chúng ta lắp vào trong phòng thì nó sẽ chạy nhanh, nó chỉ còn khoảng mất 5 đến 7 phút nó sẽ chạy hết tua thôi. Bởi vì bên chân trên dàn nó sẽ có hai cái cảm biến, một cái cảm biến là cảm biến đầu dàn và một cái cảm biến trong phòng. Tức là cảm biến anh em gọi là cảm biến đầu ruồi. Nó sẽ cảm nhận đấy, nó sẽ tăng giảm hay không nó ở cái cảm biến đó. Đấy. Độ lạnh đủ rồi. Còn đường đẩy, đường hồi nhá các bác nhá, lạnh ướt lạnh sũng, ướt sũng luôn. Đấy. Con này thì phải chạy qua điện 100V, cho nên là em phải cắm một đổi nguồn. Đấy, cái đổi nguồn này nó đây, em sẽ cắm bên cọc 100V điện nhà em. Cặp cái này thì cặp các bác có thể cắm hai cọc đều được, nhưng tuy nhiên thì mình cứ cắm đúng cái cọc 100V bởi vì con này chạy 100V. Đấy, cái đổi nguồn này là đổi nguồn trong nhà, em dùng cho máy giặt hoặc là tủ lạnh. Còn cái đổi nguồn riêng của nó là đổi nguồn treo cơ. Đấy, em lấy cái đổi nguồn này để em test máy mà. Đấy, còn về áp ga nhá. Áp ga bây giờ con này nó lên gần 190 cc. Đấy, con này ga ok rồi. Những cái con máy mà từ máy 9, máy 12, máy 14 lùi về thì áp ga nó sẽ cao hơn so với những cái dòng máy công suất lớn điện 200. Bởi vì những cái dòng máy công suất lớn thì
nó thuộc là điện 200V, nó sẽ hút cái đồ đường đẩy, nó sẽ dòng nó sẽ cao hơn và cái áp ga nó sẽ tụt về 150 đến 160 bar. Đấy, còn những cái dòng máy 9, máy 12 này thường là nó phải áp tầm áp rất cao. Và với nhiệt độ ngày hôm nay thì nó ở cái nhiệt độ cao là 37, 38 độ, cho nên là ga nó sẽ nở ra và cái áp suất thì nó sẽ tăng lên. Đấy, còn vẫn là cái dòng máy này như các bác test về cái mùa mà lạnh lạnh một chút, tức là đang ở nhiệt độ khoảng chừng độ khoảng 25, 27 độ C lùi về thì nó áp suất nó chỉ tầm 160. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm mà em làm trong những năm qua. Đấy là những kinh nghiệm bài học của em thực tế để cho em có cái kiến thức ngày hôm nay. Đấy, còn nước bây giờ đã chảy rồi, độ lạnh ok, máy chạy rất là vận hành, rất là êm ái. Thực sự là gia đình em thì dùng tất cả những dòng máy Nhật, điều hòa nhà em dùng 4 con. Thì cái điều mà em cảm nhận thấy rõ rệt bản thân em, bởi vì em vẫn còn trẻ và thanh niên thì sử dụng được, cảm nhận được là cái điều đầu tiên là lạnh nó không bị khô mũi. Đấy, và còn cái đặc biệt hơn nữa thì cái nhà em có gia đình trẻ nhỏ thì em thấy là trẻ con em này làm không thấy có bị ho hay viêm họng gì cả. Và mẹ em, bản thân mẹ em là người bị bệnh về đường hô hấp thì dùng cái cảm nhận được cái sự rõ rệt và chịu đựng được cái điều hòa của Nhật nội địa. Nếu mà cái điện điều hòa như điện 220 thì chắc chắn là không thể chịu nổi. Nhưng đấy này không phải là ngày hôm nay em nói đây để cho các bác có thể mua hàng của em. Đấy là những cái mà em trải nghiệm và cái sử dụng nhân chứng để cho các bác nào chưa biết về điều hòa Nhật thì các bác hãy đi tìm hiểu và tham khảo xem là những cái gì mà ngày hôm nay em nói xem nó có đúng với thực tế mà bản thân em trải nghiệm hay không. Đấy, con này thì test đã ok rồi, nhiệt độ xuống là độ lạnh rất sâu. Đấy, em nói là tất cả những cái dòng máy VIP thì độ lạnh nó đã đạt sâu hơn so với những cái dòng máy thường. Tại sao là như vậy thì cái clip sau em sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề đấy. Đấy, bởi vì là cái mặt lạnh này nó sẽ dày dàn đồng nhiều hơn, ngưng tụ được nhiều hơi nước hơn và cái quạt này nó sẽ hút. Cho nên là độ lạnh của những cái dòng máy VIP bao giờ lạnh sâu hơn. Con này các bác có thể lắp được những phòng từ 14m² lùi về các bác nha. Đấy, chúng ta nên lắp dư một chút để làm sao khi chúng ta lắp lên ở những cái thời điểm mà bởi vì miền Bắc của chúng ta thì thường có những cái thời điểm rất cao độ là lên với nhiệt độ 38-40 độ C. Những cái ngày đấy thì bác những nhà là bác nào mà lắp điều hòa mà đủ hoặc hơi đuối công suất một chút thì là nó sẽ kém lạnh. Đấy, đấy là những cái mà em trải nghiệm em lắp trước đây. Em cũng đã đây lắp cho khách hàng rất nhiều bởi vì trước em đi lên là từ một người thợ mà nên là vậy. Bác nào có nhu cầu về con này thì hãy liên hệ sớm nhé. Con này đã test ngon lành cành đào rồi, chạy vận hành rất êm ái, ga gố đầy đủ, độ lạnh ok. Đấy, bác nào có nhu cầu thì con này thì hãy liên hệ sớm. Số lượng em chỉ có một con này duy nhất thôi, 9.000, hàng có Eco Lalo khử khuẩn, có vệ sinh giàn lưới các bác nhé. Vâng, xin chào các bác.